Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình cho các bạn xem một cái người bí mật đã đi qua thăm mình bên trái. Trái, dạ. Yeah. Rồi xong rồi, bây giờ là mình đang chuẩn bị đi qua nhà một người bạn nữa. He he, mình khoe với các bạn, mình có áo mới nè các bạn ơi. Trời ơi, khoái quá. Đẹp không, đẹp không? Chút coi cái... Rồi, quẹo phải. Quẹo phải cái anh quẹo xuống trái cái nữa. Rồi là bắt đầu mình đi luôn, mình đi thẳng. Các bạn ơi, đậm nè, đậm nè. Đậm nè. Cái này để chắc phải làm một video riêng thử everyday tất cả mọi thứ. Quẹo trái, quẹo trái. Chưa đang quay, quay video. Ha ha, áo đẹp, áo đẹp các bạn, áo đẹp. Nè hôm bữa em thấy chị dơ cái này lên làm phái. Cái này đẹp mà. Nè, nhiều lắm các bạn ơi. Để thôi được rồi, để em cầm cho. Quay chút xíu thôi. Thôi. Bye bye. Rồi gặp người bí mật đây. Hello, xin chào chị. Đó, mọi người biết ai không? Chị Mai Vũ, Mai Vũ cuộc sống Mỹ đúng không? Dạ, Mai Vũ cuộc sống Mỹ. Dạ, đó. Chạy mình chạy 2 tiếng tới đây để thăm người bạn mà mình đã gặp trên YouTube. Dạ, gặp ở YouTube từ lâu rồi đó mọi người. Cho một fan hâm mộ. Rồi ok, mời tất cả mọi người cùng theo chân hai chị em mình đi chơi ngày hôm nay nha. Yeah. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ bật mí cho mọi người biết là cái hậu trường của cái livestream của chị Mai Vũ như thế nào. Ten ta ta ten. Mọi người thấy ai không? Mọi người ơi, gặp hai người đẹp rồi. Đây là Tammy Uyu đây, còn đây là Mai Vũ cuộc sống Mỹ. Hello. Đó, còn mình là Kim Minh Washington DC. Đó, xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay ba chị em gặp nhau, trời ơi, mình nói thiệt cái lái xe mấy tiếng tới chị Mai Vũ lái xe 3 tiếng mới tới đây. Còn chị này á, chị này là mình chạy xe 30 tiếng mới tới đây. Các bạn thấy ghê không? Có 3 phút rồi. Cho nó thấp chút xíu rồi. Ok, bây giờ ngày hôm nay hai chị em mình sẽ khoe những cái quà mà của cái người đặc biệt này đã đem đến tặng cho chị này. Ok, đây. Tinh tinh tinh. Nước sơn móng tay các bạn ơi. Trời ơi. Đây các bạn thấy không? Ủa, sao màu trắng không vậy? Màu trắng không hả? Red gel à, gel hả? Nè, các bạn, đó, mình thích cái màu này nè các bạn. Mình thích cái màu này, màu này đẹp. Với có cái này có màu nude, màu nude đây. Cái màu này giống như màu mắm ruốc vậy mọi người. Đó. Với màu xanh. Các bạn màu xanh nè. Màu xanh đẹp kìa. Đó, bắt đầu hai nhân vật đang chuẩn bị tác nghiệp. Còn mình thì mình quay video cho nên mình không cần phải tác nghiệp. Mình quay hậu trường mà mình đưa xấu hai bà nội này. Các bạn thấy không? Chị, phỏng vấn một chuyện chút xíu. Chị, hello, theo chị, hello. Chị thấy cái kênh Kim Minh Washington của em nó có xàm không chị? No, chị cho mỗi ngày luôn. Mà đối với chị thấy nó không có xàm nhưng mà thấy dễ ghét. Dễ ghét hả? Đúng rồi, bả ghét mình lắm các bạn. Bả vô là bả chửi cái con này, sao mày tối ngày mày like hoài vậy? Mày like hoài làm chị không làm công việc được gì hết trơn á, mày biết không? Like hoài là chị phải hóng coi. Tối ngày mà mình cứ nói hoài mà mình không có. Nhưng mà mỗi lần mày like là tao phải lên. Công nhận em kia, em Minh nó có rất nhiều chủ đề để nói nha mọi người. Dạ, nếu như các bạn quan tâm chị này á, thì hãy bấm mình vào cái rồi. Đường link cái tên như ở dưới đây mình để ngay đây. Mai các bạn tìm Vũ thấy. USA, right? Đây là chị Mai Vũ thì mình sẽ để cái tên của chị ngay đây thì các bạn chỉ cần search cái tên là sẽ ra ha. Còn đây là chị Tâm Mì, bà này nhìn quen rồi, nhìn biết chán rồi mọi người. Nhưng mà các bạn cũng bấm vào cái tên này là các bạn sẽ tìm thấy ra chị ấy nha. Chị ấy ở gần mình lắm mà. Bả cắm hoa đẹp lắm các bạn, ai ở gần thì đặt cắm hoa ha. Còn chị này là làm leo nha. Mình hâm mộ hai người đẹp lâu lắm rồi, bữa nay mới có dịp gặp mặt đó mọi người. Chị này làm leo, nếu như muốn đi làm leo hai thì idol, hai idol thì liên hệ. Còn mình á thì mình giữ babysit, ai có con thì gửi cho mình giữ. Rồi mà chút xíu hai chị em mình sẽ đi ăn mà mình sẽ quay video lại cho mọi người thấy nha. Bye bye. Mạnh ai nấy tác nghiệp các bạn ơi. YouTube gặp nhau là như thế này đấy các bạn. Đấy các bạn. Thấy chán không? Thấy chán không? Hello hai chị, chán không? Đồ chơi không à. Mỗi lần mà lên channel của Coolie là toàn thấy đồ chơi. Đang livestream, livestream. Các bạn. Hậu trường của không ba người mới được đẹp đó. Trời ơi, không ăn không còn sức đâu, không thấy đâu. Không ăn mệt lắm. Chị là chị ăn là cái máy của bà đó đó các bạn.
chị ăn là được. Bất kể mai của bà đó, còn giờ mình ngồi đây mình nói chuyện mình tắt bà đó ra đi, nói xấu chị ăn là bất kể, mình tắt bà đó ra mình đừng có nói chuyện được. Với bà đó không đó, đó 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 em thấy chưa. Hello các bạn, bây giờ mình đang trên đường đi đến một cái quán ăn và hồi nãy là định là rủ chị Tâm Mì đi ăn nhưng mà chị Tâm Mì đã bị bệnh rồi, nhức đầu rồi, cho nên bây giờ chỉ có hai chị em mình đi ăn thôi và mình sẽ kết thúc video tại đây. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Và đừng quên đón xem cái video kế tiếp của hai chị em Minh và chị Mai Vũ đi ăn buffet như thế nào nha. Nhớ đón xem video nha. Bye bye mọi người.